Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Bibimbap Bap và Truyện Ma Bắp Đọc với tập tiếp theo của câu chuyện âm bản của tác giả Tống Ngọc. Ở tập trước thì có những cái sự việc khủng khiếp xảy ra với Nguyệt và Nguyệt đã phải sinh em bé ở trong một cái chuồng lợn. Là nghe cái khung cảnh sinh con cửa sinh là cửa tử mà sinh ở trong một cái chuồng lợn ẩm mốc trong một cái ngày trời mưa tầm tã. Rồi ở xung quanh thì dơ bẩn tại vì chuồng lợn mà, nhưng mà chuồng lợn thì cũng bỏ lâu ngày không có xài rồi, tuy nhiên nó cũng không có được sạch sẽ. Thì cả nhà chống chui chống nhủi ở đó trong một cái đêm mưa tầm tã để mà đỡ đẻ cho Nguyệt. Và cái đứa trẻ mà Nguyệt sinh ra cũng bị dị dạng. Liền ngay sau đó thì Nguyệt phát điên. Cuộc đời của một cô gái xinh đẹp hiền lương cứ như vậy mà bị hủy hoại. Và mọi sự việc sẽ còn diễn biến như thế nào nữa thì bây giờ Bắp sẽ đọc cho các bạn nghe tập của chúng ta ngày hôm nay nhé. Thảo nào mà cái chuồng lợn tự nhiên bị phá đi để xây thành dãy nhà ngang bây giờ. Chỗ mà cái Nguyệt nó đẻ con là nhà kho đấy. Nãy tôi đi qua, thấy hình như là vợ con thằng Quang về đây chịu tang ở trong đấy. Thế thằng Quang không về thật à? Tối nay là đưa mẹ nó ra đồng rồi còn gì? Kể tới đây, liền có người hỏi, ai nấy lắc đầu chịu chết. Thằng Quang không về thì cái nhà thờ tổ giao cho ai? Nhà ông Định có chết cũng không dám về nữa. Đến bà Huệ ghét nhà ông Thạch như thế mà vẫn đến đám. Bác thấy nhà ông Định bà Hào có ai đến không? Một giọng chua ngoa đáp lại. Sao ông bà ấy lại không dám về nữa? Câu hỏi này đánh đúng vào sự hiếu kỳ của nhiều người lúc đó. May mà cuối cùng cũng có câu trả lời. Do là sau chị Nguyệt có con với ma bị vỡ lở, bà Hào trở nên vô cùng mê tín. Bà hay nhìn thấy bóng đen hình người đi lại trong buồng, cứ như đang tìm kiếm cái gì. Chị Nguyệt thì từ sau khi sinh đã thần trí không được tỉnh táo, lúc nào cũng hoảng hốt sợ sệt. Hễ thấy ai đến gần là chị lại chỉ vào bụng và nói mất rồi, không còn gì nữa đâu, mất thật rồi. Chính vì lúc nào chị ấy cũng làm như thấy người lạ ở trong nhà, nên bà Hào lại càng khẳng định vong về đòi con. Ngay cả trong mơ, bà còn thấy một hình người cao lớn, trông ghê rợn đứng giữa vườn đào xới. Đào tới khi thấy cái xác của đứa trẻ trông như con đĩa máu, chôn dưới gốc cây thì đem vào nhà. Lúc thì bà thấy vong bế con ngồi ở ngoài hiên, lúc lại vào trong buồng, có khi còn ngồi dưới giường thờ. Bà Hào tìm tới bà cụ Đốt nhiều lần để xin bà cụ làm cách nào đuổi vong đó đi. Bà cụ Đốt nói còn ở trong nhà thờ tổ thì còn phải chịu. Giờ chị Nguyệt đã bị hành cho điên dở, chỉ có chuyển ra khỏi đấy thì may ra mới hết. Bà Hào không tin, nếu bà cụ Đốt không làm lễ giúp thì bà đi tìm thầy khác. Sau khi lặn lội lên miền ngược, bà Hào mời về được một thầy cúng, làm một cái lễ trừ vong rình rang, tốn cả trăm bạc thời đó. Vụ đó khơi ra không nhà nào trong thôn không biết, nhưng thay vì trầm trồ thì người ta nói bà như vậy là vạch áo cho người xem lưng. Có mấy năm mà bao nhiêu chuyện xảy ra, chết người rồi vong phá đủ cả. Thế giải được vong rồi thì sao phải chuyển đi nữa? Có giải được đâu. Làm cái lễ tưng bừng làng nước lên xong, đâu lại đóng đây. Thậm chí còn hơn thế nữa. Chị Nguyệt bị nhốt riêng trong buồng với thầy cúng để bắt con ma tà dâm. Cả buổi chỉ nghe thấy tiếng gào thét của chị. Tiếng gọi bố tuyệt vọng của chị Nguyệt là thứ cuối cùng phát ra trong căn buồng. Sau khi làm lễ một ngày, chị liền treo cổ lên xà nhà tự tử. May mà có người phát hiện kịp thời nên cứu được. Người ta thấy trên người chị nhiều vết trầy xước do bị đánh, tay chân bầm tím. Chị cũng không cho đụng vào người dù luôn miệng kêu đau. Trông chị hoảng sợ, sợ hãi quá nên hàng xóm cũng lấy làm tội nghiệp. Nhưng mà nói thì bà Hào không nghe. Cứ đổ diệt cho chị là bị ma tà dâm nhập, giờ phải nhốt riêng ra. Có lẽ vì bị ép buộc chữa trị theo cách này mà chị Nguyệt thành điên thật. Không chỉ chị Nguyệt mà còn ông Định cũng phát điên vì chuyện này. Việc bà Hào nhắc đi nhắc lại về cái vong trong nội tộc làm chị Nguyệt có con. Rồi vong đòi con khiến chị sinh non ra một đứa bé quái thai không chân không tay, hình hài giống như con đĩa máu, đã làm cho ông Định ám ảnh. Nhiều đêm liền, ông đều bị đánh thức vì tiếng động lạ, nghe như tiếng trẻ sơ sinh khóc ở ngoài vườn vọng vào. Nhất là những đêm mưa thì tiếng khóc càng to và rõ, có khi còn gào lên như đang gọi ông. Chính vì thế nên ông Định quyết phá chuồng lợn đi để xây thành dãy nhà ngang như bây giờ. Tưởng là sẽ không còn bị ám ảnh nữa, nhưng sau đó không lâu ông lại tiếp tục nghe và thấy những điều ma quái khác. Ngay giữa thanh thiên bạch nhật, ông Định phơi thóc ở sân, nhìn thấy có người đi từ nhà ngang lên nhà chính.
Ông đuổi theo vào tới gian thờ thì không thấy người đó đâu nữa. Trong buồng chỉ có chị Nguyệt đang nằm mở mắt thao láo. Bà Hào nghe tiếng con gái hét thì cũng vội chạy vào. Thấy chị Nguyệt chỉ nơi góc buồng rồi xua tay gào thét. Ông Định nhìn cảnh đó thì tức giận đùng đùng, ra bể nước lấy con dao phay vào chém lung tung khắp buồng. Từ đó là đêm nào ông cũng dắt một con dao dưới gối trước khi đi ngủ. Hễ có ma tà gì quấy nhiễu là ông rút ra chém luôn. Thế thì mới có chuyện, mẹ con bà Hào bị ông Định quay lại chém suýt thì chết. Lúc ấy là tờ mờ sáng, mẹ con bà Hào dậy sớm để chuẩn bị lên đồi dỡ sắn. Một trong hai đứa sinh đôi ra lay ông Định dậy. Lay mấy cái thì ông ấy đột nhiên vùng dậy cầm dao chém nó. Đứa bé sợ quá chạy vào buồng. Ông Định không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo. Bà Hào lúc ấy còn tưởng trời sập, hai chân díu vào nhau ngã dúi dụi. May có người ở nhà bên nghe thấy tiếng kêu cứu nên chạy sang giữ được ông Định. Ai nấy đều kể là trong ông Định lúc đó như bị ma nhập. Mặt đỏ tí tai, mắt trợn trắng, tay lăm lăm con dao nhìn khắp mặt mấy mẹ con bà Hào. Nhưng chị Nguyệt thì lạ lắm. Lúc ông chém chị còn cười phá lên. Giọng chị lanh lảnh như giọng cười trẻ con vậy. Sau khi làm lễ một thời gian ngắn thì biến cố lớn nhất mới xảy ra. Có lẽ vì không thể chịu đựng tiếng khóc văng vẳng ngoài vườn mỗi đêm thêm nữa, ông Định đã vác xẻng đi đào cái xác lên, bất chấp sự can ngăn của người nhà. Chuyện này chẳng ai được thấy tận mắt. Ông ấy có đào được xác đứa trẻ hay không cũng không ai dám chắc. Nhưng việc ông Định đập phá bàn thờ gia tiên sau đó thì cả họ đều biết. Vì cho rằng cái vong kia vẫn còn được thờ trong nhà. Ông Định nổi điên lên đập hết bát hương, đập hết đồ thờ. Cảnh tượng khủng khiếp. Lúc họ hàng tới thì gian giữa đã tanh bành. Bà Hào sợ chết ngất ngoài hiên. Mấy đứa con thì đứa cười đứa khóc ầm ĩ. Ông Định vẫn còn đang chỉ lên bàn thờ chửi đổng. Dứt một câu là ông bổ con dao xuống giường thờ một cái. Ai vào can, ông cũng chỉ dao quát hỏi là mày phải không? Chồng tôi cũng vào can hôm ấy đây này. Các cô không chứng kiến thôi. Ông Định cầm dao xỉ xỉ ra cửa. Má, dưới đất đầy mảnh sành của bát đĩa vỡ. Ông ấy cứ dẫm lên không biết đâu là gì. Với kiểu là nhìn ai cũng ra ma nên hung hăng đâm hết người nọ người kia. Tôi phải kéo chồng tôi về ngay. Ở đấy không phải đầu cũng phải tai. Thiệt mình chứ ai chấp người điên đâu. Một bà vội cướp lời. Mồm năm miệng mười kể lại, mặt làm ra vẻ khủng khiếp lắm. Đã bảo là bị vong hành mà. Em mới nghe cái Thúy kể lại tóm tắt là như thế thôi. Chuyện cũng lâu lắm rồi. Nó bảo còn nhiều cái ghê gớm hơn nữa. Nhưng mà kể ra thì mất hết tình làng nghĩa xóm. Nhưng vong nào hành ông ấy? Có phải liên quan tới vụ nhà ông Vinh ngã giếng không? Không, bác không tính được ra à. Vụ ông Vinh là trước đấy một năm. Trong khi cái Nguyệt bị vong theo từ trước đó nữa, sao đổ cho nhà ông Vinh được? Mà cứ như là ông Định với cái Nguyệt bị vong hành khác nhau. Cái Nguyệt là bị hại nên mới thành điên. Chứ ông Định tự nhiên lên cơn đập phá, đổ cho vong. Nhưng mà em nghĩ là cái khác. Bác có thấy thế không? Là quả báo đây. Mấy người đột nhiên giật mình. Quay lại thấy bà Huệ đã đứng đây từ lúc nào. Có vẻ bà ấy cũng đã nghe hết những lời to nhỏ của bọn họ. Và sự thật mà bà ấy biết không giống như họ đã nói. Nhưng thay vì phản bác lại, bà Huệ chọn kể nốt cái kết. Vì đó là minh chứng rõ ràng nhất cho những điều mà ông Định đã gây ra trong quá khứ, để khiến ông ấy phải chịu quả báo. Có thể thấy, so với những gì mà người ngoài nghe được, rất nhiều việc đã bị làm cho sai lệch hoặc biến tướng để che giấu đi sự đồi bại và thối tha trong suy nghĩ của những kẻ nhận mình là con người. Chưa cần biết chuyện ông Định đập phá bàn thờ gia tiên gây ra hậu quả gì tới gia đình ông ấy, nhưng nội tộc đã rất bất bình. Cũng phải nói trước là của ông thời điểm đó vẫn còn ở với nhà ông ấy. Chứng kiến từng ấy biến cố xảy ra, cụ dù đã nằm liệt giường cũng không thể không cảm thấy nhọc lòng. Vì quá lo lắng cho sức khỏe của cụ, cũng như là bức xúc trước những hành động ngang ngược, phá hoại nề nếp gia phong dòng họ của ông Định, nên nhiều người đã yêu cầu là gia đình ông ta phải chuyển ra khỏi nhà chính. Một trong những người vận động nhiệt tình nhất chính là ông Thạch. Bát hương, đồ thờ mới đều là do ông ấy sắm sủa. Cụ yếu đau, ông ấy cũng đón về chăm ở nhà riêng, tránh ở lại nhà thờ tổ để thấy những điều chướng tai gai mắt. Nhưng làm vậy cũng không có nghĩa là ông Định sẽ chấp nhận rời đi. Năm tiếp theo, gia đình ông ta vẫn sống trong nhà thờ tổ. Việc dỗ chạp cũng chia ra làm hai. Con cái theo cụ thì làm dỗ ở nhà ông Thạch.
còn nhà ông Định tự tổ chức riêng. Người trong thôn vẫn luôn mập mờ không rõ vì sao sau những chuyện xảy ra, bà Hào có thể chịu đựng cùng ông Định vượt qua. Nhưng chỉ chưa đầy một năm sau thì bà đã bỏ về ngoại, đem theo cả ba đứa con đi cùng. Người ta biết ông Định đã gian díu với một người đàn bà khác, nghe nói là có một đứa con với người đó và còn là con trai. Nếu chỉ như vậy thì bà Hào cũng không cần phải làm quá lên. Chuyện một ông hai bà ở cái vùng này vào thời điểm đó đâu hiếm lạ gì. Chưa kể là ông Định còn không có con trai. Ngược lại bà Hào phải thông cảm cho ông ấy mới đúng. Vấn đề là ở người đàn bà đã ăn nằm với ông Định. Đó lại là em gái ruột bà Hào. Có lẽ từ sau khi chị Nguyệt phát bệnh, bà Hào quá bận bịu việc đồng án nên không thể trông chừng con gái. Nhà còn một dì Út quá chồng thỉnh thoảng qua thăm nom bên đấy. Tới khi ông Thạch đón cụ đi thì tần suất dì ấy qua lại cũng nhiều hơn. Bà Hào hẳn là không bao giờ nghĩ chuyện như vậy lại xảy ra với mình, cho tới khi bắt quả tang hai người tại nhà Ngang. Vì thể diện và cũng vì con cái mà bà không làm ầm ĩ lên. Chuyện cũng chẳng hay ho gì nếu đến tai họ hàng, nên hai bên chỉ âm thầm giải quyết với nhau. Nhưng người như ông Định đâu dễ từ bỏ. Năm ấy ông ta đã ngoài 50, còn dì Út đương tuổi xuân sắc, thế là mặc kệ người vợ Tào Khang. Ông ta ngang nhiên ăn nằm với em gái vợ trong chính căn nhà mà gia đình đang chung sống. Vì quá bẻ bàng, bà Hào đã đưa con bỏ về nhà ngoại. Chuyện vì thế mới vỡ lở, nội tộc một lần nữa bị ông Định làm cho xáo xào. Thậm chí củ cố vừa mới khỏe lại cũng biết chuyện. Ông Định mù quáng chống lại những lời phản đối của họ hàng, còn tuyên bố sẽ lấy người đàn bà đó làm vợ. Mâu thuẫn bị đẩy lên cao trào khi củ cố đứng ra ngăn cản và có động thái từ mặt nếu ông Định dám tiếp tục chuyện bại hoại đó. Kết quả thì như làng xóm đã biết, ông Định bị củ cố từ mặt và đuổi khỏi nhà thờ tổ. Người ngoài còn cho rằng do ông Thạch muốn tranh quyền thừa kế nên mới xúi giục để cụ đuổi ông trưởng đi. Chứ không ai biết, thực chất chính bởi hành vi phá hoại nề nếp gia phong của ông Định đã chọc giận cụ. Cũng vì chuyện này, sức khỏe của cụ yếu đi rất nhiều. Chưa đầy 3 tháng sau thì cụ mất. Ngay cả như vậy thì ông Định cũng quyết không hồi tâm chuyển ý, dù có bị cấm chịu tang. Ngược lại ông ta còn ra điều kiện chỉ về chịu tang khi họ hàng chấp nhận đứa con trai của ông ta với người đàn bà lăng loạn kia. Chưa dừng lại ở đó, trong 2 năm sau, ông Định đã không ngừng tới nhà thờ tổ để gây sự, vì ông ta cho rằng mình là con trưởng. Hơn nữa còn có cháu đích tôn, nhà thờ tổ chính ra là phải thuộc về ông ta. Nói về việc bị cụ từ mặt, ông Định phủ nhận những điều tiếng trước kia, còn rêu rao là do cụ lúc đó đã không được minh mẫn, lại bị người khác xúi giục. Cụ thể là ông Thạch vì tranh giành tài sản nên đã đặt điều vu khống ông ta. Vào ngày cụ mất, ông ta muốn đưa con trai về nhận tổ quy tông cũng bị cấm cản. Thử hỏi ông ta, hay là những người con của cụ mới là trái luân thường đạo lý? Nhưng nhà thờ tổ còn chưa đòi được thì ông ta đột nhiên lên cơn tai biến, hay thời bấy giờ người ta gọi là bị trúng gió, liệt mất nửa người và không thể đi lại được. Mọi sinh hoạt của ông Định đều phụ thuộc vào người đàn bà kia. Nằm trên giường, ông ta nhớ lại những lời mà họ hàng từng nói, rằng người đàn bà ấy có tướng sát chồng. Chồng trước của bà ta đã chết sau một năm chung sống. Ông mà lấy bà ta thì sớm muộn cũng có kết cục như vậy thôi. Ông Định lập tức đổ diệt mọi bệnh tật của mình cho người đàn bà, bằng cách chửi bới, thậm chí là chỉ còn một bên tay cử động được, ông ta cũng cố gắng đánh đập bà ta. Vì không thể chịu đựng nổi việc vừa phải chăm con nhỏ, vừa phải chăm chồng bệnh liệt giường, lại vừa bị đánh đập chửi mắng một cách vô cớ, người đàn bà kia đã ôm con bỏ xứ mà đi không lâu sau đó. Ông Định cuối cùng cũng không còn lại gì, phải sống lầy lắc trong căn nhà tạm bợ. Bệnh tật mỗi ngày một trầm trọng, gần như bị anh em họ hàng quay lưng. Chỉ vài người thương tình máu mủ mỗi ngày đến thăm nom ông ta một lần. Những tưởng ông Định sẽ chết dần chết mòn trong cô quạnh, thì người ta lại thấy bà Hào quay về chăm sóc ông ta. Chuyện lại coi như không có gì xảy ra. Hai đứa con gái sinh đôi sau đó theo một người bà con bên ngoại đi sang Trung Quốc làm ăn. Cũng lâu rồi không còn thấy chúng nó về thăm nhà nữa. Có lẽ chúng nó là những người hiểu rõ hơn ai hết cái nội tình của căn nhà đó, biết được vì sao mà chị gái phát điên, còn mẹ thì cam chịu khổ sở để ở lại chăm sóc người bố tệ bạc. Cũng vì thế mà chúng nó không muốn trở lại,
không muốn thấy cảnh bố tiếp tục hành hạ mẹ, cả về thể xác và tinh thần. Không muốn thấy cảnh chị gái lên cơn điên, gào thét mỗi đêm. Căn nhà tình toàn từ đó tới nay chỉ còn ba con người. Chị Nguyệt không lúc nào tỉnh táo. Cả ngày kêu gào hết khóc lại cười. Nhốt vào thì chị đập phá, mà thả ra thì chị đi lang thang, không biết đâu mà tìm. Ông Định dù trời sập, vẫn không thay tính đổi nết. Bình thường đã hay cáu bẳn chửi bới linh tinh. Gặp những hôm trái gió trở trời, ông ta còn ỉa dầm đá dìa, ra nhà rồi không cho ai dọn. Người ta thương hại cho bà Hào vì ở tuổi này rồi, vẫn vừa phải nai lưng ra làm, vừa phải chăm chồng chăm con. Suốt ngày đồ tắt mặt tối, chẳng bao giờ hết việc. Trong bà ấy lui cui quét dọn những đống chất thải lên láng trong nhà, động tí lại bị chồng đánh chửi thậm tệ. Hễ vớ được món gì trong tầm tay là ông ta lại đập vào đầu, vào mặt vợ. Hoặc là cảnh bà ấy đêm hôm chạy đi tìm con, rồi dỗ dành đưa nó về. Giữa đêm tối mịt mùng, hai mẹ con dò dẫm trên đường. Nhìn nó cười ngây dại mà bà chỉ biết cúi mặt lặng lẽ bước đi. Ai hỏi sao bà ta lại về chăm ông Định? Ông ta tai ngược như thế nên mới bị trời đày. Bà việc gì phải rước thêm khổ vào thân. Lúc khỏe mạnh thì bỏ vợ bỏ con. Xong đến khi đau yếu thì cũng chỉ có vợ con hầu hạ. Như người khác thì đã kệ xác ông ta. Cho chết lúc nào thì chết. Có khi thành ra như thế người ta còn mừng. Chưa kể ông ta bị như vậy rồi còn chẳng coi bà ra gì. Giờ bà bỏ quách ông ta đi. Sống với loại người như thế có mà khổ đến chết. Bà Hào chỉ bần thần đáp. Là quả báo đấy. Nghe tới đây thì mỗi người lại bày ra một vẻ mặt. Hoặc là cảm thấy rất đáng đời người đàn ông kia. Hoặc là đáng thương cho người đàn bà này. Bà Huệ không muốn nán lại thêm nữa. Trong khi ai nấy còn đang nhìn nhau thì bà ấy đã đi thẳng ra ngoài ngõ. Thay vì tiếp tục buôn chuyện, thái độ của bà Huệ lại khiến nhiều người phải để ý. Ông Định dẫu sao cũng là anh chồng của bà ấy. Những chuyện thế này đâu ai lại đem đi kể cho người ngoài. Có khi nào là do tư thù. Nếu nói quả báo, thì ngoài những chuyện kể trên, chỉ có thể là vụ cá giếng. Ông Định nhất quyết không cho vét giếng, hẳn là phải có nguyên nhân. Hay là ông ấy biết dưới giếng có khí độc. Hoặc là ông ấy thật sự giấu cái gì dưới giếng. Nhưng giờ không phải lúc để bàn tán. Tiếng kèn trống trong đám đã dồn dập hơn, báo hiệu người tới phúng viếng cũng mỗi lúc một đông lên. Bọn họ vội vã giải tán để vào đám xem có việc gì thì làm giúp. Đúng 8 giờ tối, sau khi các nghi thức tế vong, tế cơm phải làm một cách gấp gáp, thầy cúng liền cho tiến hành cất đám để kịp giờ đưa bà ra đồng. Bài điếu văn đã được chuẩn bị xong. Chủ lễ là anh Phát, đáng ra phải là anh Quang, con trai trưởng của bà. Nhưng vì không về kịp, nên rể trưởng phải đứng ra đọc điếu văn thay. Giọng anh trầm buồn kết hợp với tiếng kèn sona ai oán. Trước bàn thờ vong, con cháu vẫn đang khóc than não nề, khiến cho ai đứng trong đám cũng cảm thấy xót xa, thương cảm. Sau bài điếu văn là tới bài phúng của phường Bát Âm, gửi tặng đến người quá cố, để giúp cho đám ma tăng thêm sự sầu đau, tan tóc. Ơi ơi, hôm nay bà đã đi rồi. Bà đã khuất núi về nơi suối vàng. Đất dày cách biệt dương gian, mấy lời nhắn nhủ bà về ngàn thu. Ới ơi, nơi ấy mịt mù, gặp người chớ hỏi trước, gặp xong hãy lội sau. Trong lúc đó thầy cúng liền vào nhà chính dàn xếp khiêng hầm quan. Như bình thường, quan sẽ được để ở nhà một đêm. Người ta sẽ quay cửu để đồ quan hướng ra cửa. Đến hôm sau là khiêng ra đồng luôn. Nhưng mà do tính cấp bách và đặc biệt của đám tang lần này, nên quan của bà Thạch phải bỏ qua bước quay cửu. Nên đến khi đưa quan ra ngoài, người khiêng phải đi lùi. Giờ đưa tang đã điểm, tiếng trống vang lên thùng thùng. Theo hiệu lệnh của thầy cúng, người nhà đậy chặt nắp và đóng đinh tứ phía hòm quan. Con cháu khiêng bàn thờ vong đi trước, linh củi giật lùi từng bước từ trong nhà chính ra sau. Lần đầu tiên thằng Minh trông thấy cảnh tượng đó. Nó ngơ ngác nhìn đội kèn trống rục rịch đứng dậy. Tiếng nhạc ẻo ụt nghe nổ lòng. Rồi chiếc quan tài như một cái hòm to dài được những chú bác con cháu của bà khiêng ra. Thầy cúng đứng sẵn ở cửa. Linh cữu vừa đưa qua, ông ta liền cầm cái bát ném xuống đất đánh choang một tiếng. Những người đàn ông có nhiệm vụ khiêng quan mặc đồ xô lùng tùng, đầu đội mũ rơm hoặc chích khăn tang, lắc lư bước từng bước dò dẫm lùi xuống dưới hiên. Khuôn mặt ai nấy hằn rõ sự buồn thương, đau xót cho người quá cố.
hoặc cũng vì linh cữu nặng quá mà trời lại bắt đầu mưa, nên đất trơn trượt. Bước đi không được chắc chắn khiến họ phải nhăn nhó. Trong đám đông nhốn nháo đó, thằng Minh đột nhiên thấy mẹ đang lăn lộn ở dưới quan tài. Không chỉ mẹ mà còn cả cô và bác gái cũng bò theo dòng người khiêng quan. Trông mẹ nó xõa tung đầu tóc, chiếc khăn tang quấn hờ đã rễ xuống tận mắt, mảnh áo xô đen xì những bụng đất, quần áo bên trong cũng lấm lem không kém. Vừa lăn, mẹ thằng Minh vừa khóc gào lên, nước mắt và mồ hôi quyện với tóc tai dính bết trên khuôn mặt mẹ nó. Nhìn mà tự nhiên nó thương quá. Nếu chú Hiếu không giữ lại thì nó đã lăn theo mẹ dưới đất rồi. Vì tuổi còn nhỏ nên hai chú cháu nó không có trong đội hình khiêng cữu, cũng không được theo ra bãi tha ma vì ngoài đó đêm hôm lạnh lẽo. Và một phần cũng do người ta xem tuổi của chú nó hợp với bà nên không được đi đưa tang, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn về sau. Ngay cả mẹ thằng Minh cũng không được đi bởi đang mang bầu. Đoàn người khiêng linh cữu ra tới cổng là người ta phải giữ mẹ nó lại. Cảnh tượng càng thêm vật vả khi người con dâu nửa bò nửa ngồi cố nhoài người theo linh cữu. Trong tiếng gào xé ruột gan, giữa màn mưa vừa đổ xuống ướt cả thân người, thằng Minh liền sấn vào ôm lấy mẹ. Nó cũng òa khóc nức nở. Chú Hiếu dường như đã không còn nước mắt để chảy xuống nữa, nên chỉ đứng bên cạnh đăm đắm nhìn theo. Linh cữu lùi ra tới cổng chuẩn bị đưa lên xe rồng. Thầy cúng làm nốt một vài thủ tục cuối cùng. Trong lúc con cháu vẫn níu lấy áo quan khóc ngất đi, chị Xuân, chị Thúy còn đập đầu vào quan đòi chết theo mẹ. Người ta phải giữ lấy các con của bà Thạch để việc đưa vào xe rồng được diễn ra thuận lợi. Một người trong phường Bát Âm rướn cổ lên khóc thành tiếng. Ý ơi, mẹ đã đi rồi, lòng con đau thắt nhỏ đôi lệ sầu. Bây giờ cách trở hai nơi, âm dương xa ngát muôn đời biệt ly. Ấy là lúc xe rồng chuyển bánh, đưa bà đi nốt đoạn đường trần, để tới nơi chính suối muôn phần nhớ thương. Tiếng khóc một lần nữa rộ lên thống thiết, mẹ thằng Minh lập tức vùng dậy đuổi theo. Gọi nào mẹ ơi, mẹ đưa con đi cùng. Rồi lại mẹ bỏ con bỏ cháu mà đi thế sao mẹ ơi. Cả con ngõ chực nít người, anh con rể cứ gạt nước mắt, kéo xe rồng đi về phía trước. Hai bên cạnh xe là hai hàng con cháu đương quằn quại trong nước mắt. Tiếng các cô con gái nức nghẹn gọi mẹ, tiếng các cháu nức nở gọi bà. Và đoàn người chậm chậm tiến ra ngoài ngõ, tiếng kèn trống ai oán theo bánh xe rồng đi xa. Mẹ thằng Minh đã lả đi, người ta phải vội vã đưa mẹ nó quay vào trong nhà. Thằng Minh và chú Hiếu lẻo đẻo chạy theo. Trông mẹ nó rủ ra như cái xác không hồn. Trong nhà vẫn còn linh cữu của ông Thạch cùng hai người con của ông bà là vợ chồng cô Diệu trực tang. Cô Diệu đứng trên hiên ngóng theo mà khóc lên rưng rức. Thấy người ta đỡ chị dâu vào nhà, cô mới hỏi thì biết là bà đã đi rồi. Cô Diệu tức thì ngã ngồi xuống đất, khóc tru tréo lên rồi lết qua bên linh cữu của ông, dựa đầu vào đó gọi. Bố ơi, mẹ đi rồi, mẹ bỏ con mà đi rồi. Trời mưa thế này, người ta có che cho mẹ không? Có đỡ mẹ không? Hay để mẹ lạnh, mẹ đói bố ơi. Này con mất mẹ, rồi mai bố cũng đi, thì đời này con thành mồ côi. Con biết đi đâu mà tìm bố mẹ bây giờ? Khi tiếng kèn trống đã không còn inh ỏi, phỏng chừng là đoàn người đưa ma đã ra tới đầu thôn. Trước kia chưa có chính sách quy hoạch thì người ta vẫn chôn ở trên đồi. Nhưng từ ngày nông thôn đổi mới, các ngôi mộ đã được tập kết lại ở nghĩa trang ngoài đường cái. Trong nhà, bầu không khí tang thương vẫn nặng nề. Bên ngoài mưa đã tạnh, quang cảnh tối tăm, ẩm ướt. Đầu đó có vài tiếng chó rộ ma vẳng lên, thảng thốt. Không ai để ý có đứa trẻ vừa chạy ra sân, mương vào tiếng kèn trống để đuổi theo đoàn người đưa tang. Đó là chú Hiếu. Khi nhận ra tiếng kèn trống không còn vọng lại, một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến chú hoảng sợ. Vậy là mẹ đi thật rồi. Bất tri bất giác chú chạy theo, đôi bàn chân lập cập dẫm lên nền đất nhầy nhụa những bùn và nước mưa quyện vào nhau. Ánh mắt tối đen không thấy đường, không thấy cả bóng mẹ đâu nữa. Chú bàng hoàng, sợ hãi cất tiếng gọi. Nhưng cả quãng đường chỉ lép nhép những tiếng bước chân đáp lại. Sẽ không bao giờ chú được gọi mẹ lần nữa. Lập tức chú ạ lên khóc,
cứ vừa chạy vừa khóc tức tưởi cho tới khi ra tới ngoài ngõ. Đoàn người đưa ma đã đi xa, nhìn chỉ thấy bóng tối rợn ngợp lấp đầy hai con mắt. Vì không biết phải đi đường nào nên chú Hiếu chỉ đành đứng khóc tại chỗ. Đương bần thần thì phía sau có tiếng bước chân đến gần, rồi bất chợt một bàn tay nắm lấy tay chú kéo lại. Chú Hiếu giật mình quay sang, thấy thằng Minh đã theo sau từ lúc nào. Hình như nó có gọi mà chú đang mãi chạy nên không nghe thấy. Cũng may là chú nó đã dừng lại nên nó theo kịp. Không chỉ thằng Minh mà còn cả đứa con gái mặc váy hoa cũng đuổi theo ra đây. Thằng bé thở mệt ngước nhìn chú nó. Trời cũng vừa quang mây, ánh trăng lấp ló trên khuôn mặt chú Hiếu. Nó thấy hai má chú vẫn ướt đầm. Đoán là chú cũng giống mẹ, khóc vì cái hòm kia đã bị khiêng đi. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa ai có thời gian nói cho nó hiểu đã có chuyện gì xảy ra mà mọi người cứ buồn bã rồi khóc lóc. Thằng Minh níu lấy tay chú nó, thủ thỉ. Sao chú lại ra đây đứng? Hay chú ở ngoài này đợi đem cái hòm về ạ? Bao giờ mới đem cái hòm ấy về ạ? Chú Hiếu đau đớn nhìn vào khoảng không mênh mông trước mặt. Nước mắt thánh thót rơi xuống. Chú nó siết lấy tay nó, hai bờ vai run run nức lên, nói bằng giọng nghẹn ngào. Không về nữa. Người ta đem mẹ chú đi mất rồi. Trăng ngày 17 vẫn đầy ấm áp. Phần trăng cao tít lơ lửng giữa trời cứ như được gột rửa qua nhiều ngày mưa rầm rề mà trở nên sáng trong hơn. Càng vào đêm thì trăng càng tỏ. Mưa đã tạnh chỉ để lại trên nền trời những dải mây mỏng manh, đến độ để cho cái ánh sáng dịu dàng ấy xuyên thấu, phủ xuống đầu những đứa trẻ đang lang thang trên đường đồng một màu bàng bạc. Thằng Minh và đứa con gái mặc váy hoa lẻo đẻo theo chú Hiếu đi dọc con mương. Suốt quãng đường, chú nó không nói thêm gì. Dù nó đã đòi về với mẹ, nhưng chú lại coi như điếc mà đi tiếp. Giờ về đó đâu còn ai nữa. Chú Hiếu không thể đối mặt với người bố đã ruồng rẫy mình. Mặc lòng đó chỉ còn là một cái xác, thì chú cũng không cảm thấy an toàn khi bên cạnh không còn mẹ nữa. Và những con người trong ngôi nhà đó cũng chưa bao giờ coi chú là máu mủ. Cứ cho là một đứa trẻ như chú, chẳng hiểu nổi chuyện người lớn nói hoặc làm. Chú cũng không tỉ mỉ đến mức để ý tới thái độ của mọi người ở đó. Nhưng chú cảm thấy xa lạ với tất cả. Trong màn nước mắt nhạt nhòa, chú mường tượng ra hình ảnh mẹ từng dắt tay mình đi dọc con mương. Bóng lưng gầy và khúc khuỷu của mẹ dường như đã che lấp hết những nghiệt ngã mà người đời dành cho đứa trẻ như chú. Không còn mẹ, trước mặt chú toàn là đêm đen mờ mịt. Không phải nước mắt mà là thực tại đau thương đang hiện ra, khiến chú phải sợ hãi chạy trốn, tìm đến nơi có cảm giác an toàn. Đối với chú Hiếu thì đó là nhà bơm nước trên đồng. Ký ức sống dậy mỗi khi bỏ chạy khỏi nhà đã dẫn đường cho chú tìm đến đây. Thằng Minh có vẻ đã hiểu được phần nào về đám tang. Từ màu trắng của mảnh khăn quấn trên đầu hai chú cháu nó, tới tiếng khóc lạc giọng của mẹ, và giờ đây là sự im lặng kỳ lạ của chú Hiếu. Trước, nó chỉ biết màu trắng ngọt lành của cơm gạo mới nấu hay cái kẹo kéo dẻo dính răng. Giờ nó mới biết màu trắng là màu của cái chết. Bà nội nó đã chết và người ta đưa bà nó đi đâu không rõ. Nhưng có vẻ nó sẽ không bao giờ gặp lại một người đã chết nữa. Đó chính là điều khiến cho những người ở lại như mẹ hay chú nó đau đớn tới phát khóc. Thằng Minh phát hiện ra từ lúc đeo cái khăn này lên là mọi người không ngừng khóc. Mọi đau đớn đều là từ cái khăn này mà ra. Tự nhiên nó thấy sợ màu trắng quá. Sợ đến nỗi nó quên mất lời mẹ dặn phải đeo khăn này cho tới khi nào mẹ cho tháo mới được tháo. Nó định tự giật khăn ra ném đi. Đúng lúc đó bên kia đồng vọng lại tiếng cười nói ríu rít của trẻ con khiến nó chú ý. Ở đây người ta từ lâu đã chỉ cấy mỗi năm một vụ để lấy gạo ăn cả năm. Sau đó đồng ruộng bỏ không. Dân tập trung trồng trọt hoa màu trên các quả đồi là chính. Đêm nay trăng sáng, đứng từ xa vẫn có thể thấy rõ đám trẻ đang nô đùa trên đồng. Trong chúng vô tư chạy từ thửa ruộng này sang thửa ruộng khác, cùng nhau bày những trò chơi vui vẻ, để tiếng cười giòn tan theo gió lan ra, vang mãi lên. Thằng Minh nhanh chóng bị cuốn vào đám trẻ đó. Nó nhìn không rời mắt khi thấy bọn chúng chạy đuổi nhau rồi ngã lộn nhào trên đồng. Hết trò này tới trò khác.
Nghe chúng gọi nhau ý ới, dù vẫn đi theo chú Hiếu, nhưng đầu óc nó đã quên khuấy mất chuyện cái khăn tang. Đứa con gái mặc váy hoa đi theo hai chú cháu nãy giờ, liền kéo tay thằng Minh chỉ về phía đám trẻ, rủ nó qua đó chơi cùng bọn chúng. Với tính hiếu kỳ và ham chơi của một đứa trẻ con, thì chắc chắn nó sẽ nhập bọn cùng đám kia ngay. Nhưng chú Hiếu lại dắt nó đi tiếp. Nhà bơm nước được xây bằng gạch đỏ. 6 năm trước, nhờ vào cái cải cách nông thôn mới đã đem đến chiếc máy bơm đầu tiên về địa phương, hỗ trợ bà con trong việc dẫn nước vào ruộng. Trong trí nhớ của chú Hiếu thì nhà bơm nước rất kiên cố, là nơi che chở cho mẹ con chú trong mấy ngày đông rét cắt da cắt thịt. Nếu giờ lại được trốn vào đó thì chú sẽ thấy bình tâm hơn. Nhưng khi đứng trước nhà bơm nước, chú Hiếu bỗng nhận ra 6 năm là quá dài. Căn nhà kiên cố bằng gạch đỏ giờ đã bị tốc mái, không còn cả cánh cửa. Tường gạch cũng bị đục thủng toang hoác. Chiếc máy bơm quý giá nhất thời bấy giờ thì không còn nữa. Người ta đã đem nó đi hoặc trộm nó đi mất rồi. Tất cả chỉ còn lại một cái xác nhà đổ nát, tường gạch xước xẹo, cỏ mọc tối um. Nhìn từ ngoài vào cảm giác rợn rợn khó tả, giống như bên trong có thứ gì đang trực chờ những người lạc chân bước vào và nuốt chửng họ. Nơi này hẳn là đã bị bỏ hoang từ rất lâu rồi. Chú Hiếu đứng thẫn thờ trước khung cảnh tan hoang ấy. Rất nhiều thứ đã vỡ vụn trong suy nghĩ chú. Không còn ký ức nào nguyên vẹn, có chăng chỉ là chút cảm giác vương vãi lại bên trong tàn tích của quá khứ. Nhưng ngay cả nhiều đó cũng đủ để cứu vớt tâm hồn non nớt đang quằn quại vì đau đớn này. Cảm giác chới với và hụt hẫng không còn biết níu kéo vào đâu khi bị bỏ lại bơ vơ giữa cuộc đời. Bởi ký ức về mẹ đã dừng lại tại đây, nên mặc cho bên trong có rùng rợn hay sợ hãi, chú cũng muốn bước vào. Ngồi thu lu trong một góc, tự ôm lấy thân mình, rồi khóc nghẹn. Sau tất cả thì những gì đứa trẻ ấy cần là được mẹ ôm thật chặt vào lòng. Một điều tưởng chừng đơn giản nhưng đã không thể thực hiện được nữa. Thằng Minh cũng toan bước theo chú nó. Không ngờ đứa con gái bỗng kéo nó lại. Bàn tay nó tuột khỏi tay chú Hiếu. Sau khi vào bên trong căn nhà hoang kia, không thấy chú quay lại dắt theo nó nữa. Đứa con gái bảo thằng bé đừng đợi mà làm gì, đi ra chơi với đám trẻ ngoài đồng có phải vui hơn không. Nó liền nhìn theo hướng phát ra tiếng cười nói râm ran, thấy bên đó đang chơi một trò nối đuôi nhau rất lạ mắt, đồng thời có tiếng hát véo von vọng lại. Rồng rắn lên mây, có cây xúc sắc, có nhà hiển vinh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Đám trẻ túm vào đuôi áo nhau đi thành một hàng dọc. Đứa đứng đầu hàng giang tay ra chắn cho một đứa ở ngoài không bắt được những người theo đuôi mình. Thằng Minh xem đến mức xuất thần. Nó nghe thấy đứa con gái cũng nhẩm theo lời bài đồng dao, sau đó hát lên thành tiếng thì rất thích thú. Đám trẻ chạy vòng quanh theo lời bài hát lặp đi lặp lại. Bọn chúng đối đáp với nhau. Kết thúc màn đối đáp là cuộc rượt đuổi đầy kịch tính. Một đứa cố cắt đuôi, một đứa cố ngăn cản. Còn những đứa khác thì trốn phía sau hoặc nối đuôi nhau chạy để không bị bắt. Đang xem đám trẻ đuổi bắt nhau reo hò ầm ĩ, thằng Minh lại bị phân tâm vì lời bài đồng dao. Nghĩ thế nào nó bất ngờ quay sang hỏi đứa con gái. Sao thầy thuốc không cứu trẻ con mà lại bắt trẻ con ạ? Đứa con gái lấy làm ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt ngây ngô của thằng bé bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường. Hẳn là nó đang phải suy nghĩ lung lắm. Điều gì khiến nó để tâm tới vậy? Thằng Minh nhíu cả mày lại, giống như đang vắt óc ra để hiểu cái bài đồng dao kia. Thay vì bị cuốn theo trò chơi của đám trẻ, nó lại tỏ ra đăm chiêu. Thằng bé chờ đợi đứa con gái trả lời mình. Qua một lúc chỉ thấy đối phương im lặng. Nó đoán là đứa con gái cũng không biết tại sao lại vậy. Đang tính về hỏi mẹ thì bỗng nhiên đứa con gái lên tiếng. Nhưng không phải để trả lời cho câu hỏi của thằng Minh. Đứa con gái đáp một cách bâng quơ, từng câu ngắt quãng. Còn chẳng quan tâm thằng bé có hiểu gì không. Những lời xa xôi ấy dần dà chấp nối lại thành một câu chuyện. Hồi mà rất lâu về trước, không ai còn nhớ rõ là năm nào, có một nhà trong vùng sinh được đứa con nọ. Đương khỏe mạnh thì đến năm lên 8 tuổi, đứa trẻ đột nhiên đổ bệnh. Từ trên da thịt của nó mọc ra đầy ung nhọt, thoạt nhiên chỉ li ti như rơm sảy ở lưng, sau đó loang rộng ra tứ chi và nổi lên thành từng cục đỏ hỏn. Cánh tay của đứa trẻ ví như thân cây sung, chi chít những u cục lớn nhỏ. Đứa trẻ sẽ ngứa ngáy mà gãi vào làm ung nhọt vỡ ra, khiến máu mủ chảy đầm đìa. Người làng vô cùng ghê sợ mỗi khi nhìn thấy đứa trẻ đó.
Không chỉ trên thân thể mà ngay cả khuôn mặt nó cũng bị lở loét rất nặng. Đầu nó không thể mọc nổi tóc, đến hai hàng lông mày cũng rụng trơ hết. Vết loét dần ăn sâu vào dưới da, tạo thành những cái hố thịt lồi lõm rướm máu. Kỳ lạ là đứa trẻ không hề cảm thấy đau đớn. Dù cào rách toát tay chân thì nó cũng không kêu khóc. Bất kỳ lúc nào không có người trông chừng là nó lại kệ những cục nhọt trên thân thể. Thành thử người nó lúc nào cũng nhấp nháp. Và do khắp người đều lở loét nên đứa trẻ phải ở truồng. Từ ngoài cửa buồng đã có thể ngửi thấy mùi hôi tanh bốc ra từ trên chiếc giường nó nằm. Bố mẹ nó tắm cho nó bằng nhiều thứ lá cây, bôi lên người nó nhiều thứ thảo dược, nhưng rất lâu cũng chẳng khỏi. Vết loét của nó cứ mưng mủ mãi không khô mày được, nên đành tìm thầy thuốc tới xem bệnh. Rồng rắn lên mây, có cây xúc sắc, có nhà hiển vinh, hỏi thăm thầy thuốc có nhà hay không. Người ta chỉ đoán là nó bị hắc lào lan biên hoặc tổ đỉa, chứ không nói chính xác là bệnh gì, vì mới nhìn qua đã đều lắc đầu lè lưỡi, sợ bệnh lạ, dễ lây khó chữa. Đứa trẻ được đưa đi khắp các thầy thuốc trong vùng cũng không ai cho thuốc. Bệnh thì mỗi ngày một nặng, lại có lời đồn là phải chôn sống nó, nếu không bệnh sẽ lan ra chết cả làng. Bao nhiêu của nã trong nhà, bố mẹ đứa trẻ đều đổ ra để tìm thầy thuốc cho nó. Sợ để nó ở nhà, người làng thấy lại dị nghị. Bố nó phải mang theo nó đi khắp nơi. Rung rủi thay, có người đã rủ lòng thương chỉ đến chỗ một thầy lang ở mạn dưới có nhiều bài thuốc tốt lắm. Con lên mấy? Con lên chín, thuốc chữa hay. Thầy lang đó là một người câm, chỉ xem bệnh rồi chữa, không phán nặng nhẹ, cũng không chỉ ra bệnh. Những nốt lở loét trên người đứa trẻ bị cạo đi. Thầy lang dùng một cái đĩa mỏng và dẹt cạo sồn sộp lên da thịt nó. Cả những mủ cũ và nhọt mới đều bị tróc ra. Cạo tới đâu, máu ứa ra tới đó. Hai cánh tay nó như bị lột da, đỏ lòm. Một vài người coi đây là cách để trị tận gốc con ghẻ máu. Phải nặng hết máu mủ trong những đốt u nhọt ấy thì thuốc đắp lên mới có tác dụng. Đến người lớn còn sợ cạo sống vì làm vậy quá đau đớn. Bảo một đứa trẻ đứng im cho thầy lang cạo mủ thì không ai tin. Nó quả đúng là không kêu khóc, nhưng người cứ rung lên bần bật. Mỗi lần thấy cái đĩa miết một đường vào tận xương là mặt nó lại méo xệch đi. Nhưng hỏi có đau không thì nó lắc đầu. Khi cả thầy lang lẫn bệnh nhân đã thấm mệt và khắp người đứa trẻ đều chỉ còn lại những vết lõm, thì tới bước triệt nọc của ung nhọt. Thầy lang lấy thân đang cháy đỏ dí vào người nó, lần lượt từng nốt một, giữ cho tới khi tiếng xèo xèo và mùi khét lẹt bốc lên mới nhấc ra. Điều khủng khiếp này đã chạm tới giới hạn chịu đựng của đứa trẻ. Nó giật nảy mình và khóc thét lên. Tiếng kêu la inh ỏi vang ra khắp làng, lôi kéo sự chú ý của rất nhiều người hiếu kỳ tới xem. Ai nấy khi thấy đứa trẻ với những nốt phỏng chi chít đầy người, màu đỏ của máu lẫn lộn với màu đen của da thịt cháy xém, làm cho họ phải rùng mình. Nhưng dù đã đốt hết từng ấy nốt ung nhọt, đứa trẻ vẫn không khỏi bệnh. Ngược lại, vì bị phỏng mà tình trạng mưng mủ của nó lại càng thêm nặng. Tới một ngày, đôi mắt của nó bị màng mủ che kín, mí mắt lở loét và thịt ở đó còn bong ra từng cục. Trong mắt của nó lúc nào cũng lộn ra ngoài. Đứa trẻ trở nên mù lòa. Nó nằm trên giường vì cơ thể đã kiệt quệ. Họng nó đau rát như nuốt phải hòn than cháy. Không chỉ bên ngoài mà cả bên trong cũng đã bắt đầu vỡ ra. Bố mẹ đứa trẻ lại lên đường tìm thuốc cho con. Nghe người ta mách qua mạng cửa sông có một thầy lang bốc thuốc tài lắm. Hai bố con lại trèo đèo lội suối tìm đến. Con lên mấy? Con lên 10. Thuốc chữa hay. Thầy lang sống trên một cái thuyền, muốn gặp thì phải bơi qua đó. Người bố cõng đứa trẻ sang sông. Trên thuyền, thầy lang đặt đứa trẻ nằm lên tấm ván, rồi cho đĩa bò đầy người nó. Dễ tới cả trăm con chen chúc nhau trên cái thân thể gầy gò lở loét của đứa trẻ. Nhìn những con đĩa đen bóng, từ bé bằng cái mầm giá, tới to như đầu đũa bò lổm ngổm khắp da thịt. Chúng bầu kín vào miệng các vết thương hở ra, hút hết máu mủ trong đó. Đám đĩa dần to lên, những vân màu nhạt nở ra, con nào con nấy mẩy căng. Đứa trẻ nằm mê man trên tấm ván, từ đĩa tiết ra một chất khiến vết thương dịu đi. Dù bị tập đoàn quân đĩa hút máu cùng lúc, đứa trẻ không cảm thấy đau đớn, thậm chí chúng còn khiến cho nốt phỏng bớt nhức nhối. Canh tới khi đĩa hút hết mủ ở vết loét, thầy lang liền bắt chúng ra khỏi người đứa trẻ. Sau đó dùng nhỏ nồi giả nát để cầm máu, lại cho đứa trẻ uống thêm một loại thuốc đặc sánh như mực.
Và đó là tạm hết tập ngày hôm nay của chúng ta. Và quả đúng là gia đình bất ổn quá các bạn ơi. Như vậy là ông Định đã thực sự làm ra những chuyện như bắp suy nghĩ đen tối ở tập trước hay sao? Bởi vì làm gì mà có chuyện mà man làm cho người có bầu được. Chỉ có con người thôi mà, thì không có nói quạch tẹt ra, tự mọi người hiểu ha. Và trong ngày hôm nay khi mà bà Huệ kể lại chuyện đó thì mọi người cũng không có nói thẳng ra, cũng chỉ nói mé mé thôi là hai đứa em sinh đôi của Nguyệt, nó biết là tại sao chuyện gì xảy ra ở trong nhà, nó biết là tại sao chị Nguyệt lại thành ra nông nổi như vậy, thành ra là tụi nó đi được là tụi nó không có muốn quay trở về nhà luôn. Còn về bà Hào, mặc dù nghe miêu tả ông Định ổng trở thành một cái con người như vậy, đã ruồng bỏ vợ con rồi sau đó nằm liệt như vậy mà còn hả mắng nhiếc bà Hào, nhưng bà Hào vẫn quay về chăm sóc ổng và chỉ nói đơn giản thôi là quả báo. Tất cả những sự việc đã xảy ra, có một số sự việc tưởng chừng như ma quỷ làm nhưng thực chất là do tâm ma của con người làm ra, là do quỷ đội lốt người làm ra những chuyện đó chứ chưa thấy ma quỷ gì hết. Và những cái sự kiện bí ẩn xảy ra ở cái giếng, ở nhà thờ tổ sẽ còn diễn ra như thế nào nữa, cũng như là câu chuyện rồng rắn lên mây mà bé gái kia đang kể cho thằng Minh nghe về một cái đứa trẻ bị một cái căn bệnh quái ác và cái cách chữa trị rất là đau đớn sẽ còn diễn ra như thế nào nữa, thì mời các bạn quay trở lại vào ngày mai với tập tiếp theo của câu chuyện Âm Bản của tác giả Tống Ngọc nhé. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của Bắp. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video khác nhé.